Đợt này mãi không làm được cái video nào, nay là bằng cái video giới thiệu với các bác là cách sang hòm này và kiểm tra những cái đàn ong nó ta chia đàn chúa nó giao phối nó có được hay không. Nay tôi sẽ làm tổng hợp, nhất là nhìn những cái đàn nào phát hiện ra mà chúa giao phối được và đàn không được, và cách xử lý ong thợ đẻ trứng. Nói chung tổng hợp trong cái vụ chia đàn chúng ta lợi dụng do đóng một dàn hòm này, một dàn hòm này là tôi đóng lấy là đã tính hết 170.000 tiền nhưng mà chưa có đinh công đóng. Mãi quá không làm được, mới lại chỗ này tất cả là được 36 cái, ít nhất 170. Này là làm cái video nó hơi dài, mong mọi người chú ý đón xem, thì cũng chẳng làm được nhiều video lắm, làm nhiều nó không trọng điểm, không trọng tâm, đâm lên nó nhiễu. Khi chúng ta cắm hũ chúa 10 ngày rồi chúng ta kiểm tra có được hay không là chúng ta phát hiện ra đây. Cái đầu tiên chúng ta nhìn vào đàn ong. Như cái đàn ong này là nó mỡ. Cầu ong này là ong non là đã nở hết, hiện nay là đã trắng cầu, nhưng mà ong chúa đã đẻ. Đấy, tìm chúa thì không thấy đâu cả. Thế thì chúng ta nhìn đây này. Chúng ta nhìn mà cứ thấy không tìm thấy chúa đâu mà đông quân, mà chúng ta nhìn thấy mà có cái trứng nó đẻ xuôi như thế này là cái đàn này là chúa đã giao phối về được, thì chúng ta không cần phải tìm chúa nữa. Đấy. Thì nó chỉ khoảng 10 ngày mới lại 10 5 ngày là nó đẻ, nó tùy theo thời tiết mà nó thuận thì rất hợp. Cứ như cái đợt này nắng là nó như thế này là nó 10 ngày đã đẻ rồi. Vâng, đây là con chúa. Chúa tơ thì nó mới đẻ thì nó cũng chưa được to. Chưa được to lắm. Đây con chúa đây à. Nó chưa được to lắm đâu nha các bạn nha. À, nó đã đẻ như thế là chúng ta yên tâm. Thế thì cái đàn này chúng ta nhìn thấy là ong thợ là nó vẫn đấy nhá, nó vẫn cứ no mà trông nó bóng nó sáng, nó không như cái đàn mà đã mất chúa, dù con ong chúa cũ vẫn còn nhốt. Giờ tôi lại sang xem cái hòm này. Đây cái hòm này. Này là cái đàn này là không được chúa này các bạn này. Đấy. Trong sắc thái của con ong là nó cứ đen mà nó bé.
Đàn này là trong con ong bánh tổ nó cũ quá, nó cũng bé lại. Con ong nó bé, nó không như cái đàn vừa xong. Bánh tổ nó mới thì nó trong con ong. Mũ chúa là đã đây, chúng ta nhìn này. Đấy. Cái mũ chúa là đã vít nắp bật ra rồi. Đấy, nhưng mà nhìn tôi tìm mà 4 5 lượt rồi mà không thấy chúa đâu cả. Mà không có trứng. Làm ong chúng ta phải làm rất nhẹ nhàng. Đây là tôi tìm nhiều rồi là không có. Chốc nữa phải lấy cái con chúa cạnh đàn bên là ghép là một. Mà cái đàn này là không được chúa, không được chúa thì cái con ong nó vẫn cứ đen hơn mà nó bé vì nó mất cái màu ấy. Mà nó hay dựng mũ chúa cấp tạo. Đấy. Hay dựng mũ chúa cấp tạo. Đàn này là không được. Mà ong chúng ta chia cần 10 đàn. 10 đàn thì chúng ta phải chia ra làm 20 con chúa, thấp nhất nó được 50%. Vâng, như cái đàn này là nó đã được rồi. Là tôi đánh chữ đờ. Tôi đánh chữ đờ. Thế cái hòa mà tôi làm chúa ở đây ấy, không biết là nó có. Cái đàn này thì là không được này. Đàn làm chúa ở chỗ này hai cầu nhưng mà nó không được. Không được mà ông thợ lại đã đẻ. Đây là cầu này mới xây đấy. Đây ông thợ đẻ này. Đó. Ông thợ là nó mất chúa cái là nó đẻ ngay. Giao phối không được. Một lỗ 5-7 trứng. Chúng ta nhìn này. Cái cầu này chúng ta rũ ra, chúng ta chỉ phơi gọi là trong nắng nhẹ cỡ khoảng 1-2 tiếng là cái trứng nó ung hết, để chúng ta cho vào những cái đàn mạnh để chúng ta giữ. Đàn này, cái đàn này là tôi tạo chúa này, các bạn vẫn nhìn đây nó có khóm diềm. Tôi chia ra làm hai thì cái là thằng này không được này, bên đây thì đã được này. Đấy. Được. Giờ tôi nhấc cho các bạn xem. Con chúa nó mới đẻ báo được 1-2 trứng thôi, nhưng mà tôi tìm là nó cũng đã được rồi. Yên tâm. Cái đàn ong mà chúng ta cứ hay tìm cái đàn này, đây con chúa đây. Cái đàn này là rất hay nhé. Đây con chúa đây.
Thế là Chúa đã được. Cái đàn này tôi, cái đàn nuôi dưỡng đấy là tôi còn mấy cái mũ chúa tơ nữa. Chúng ta nhìn trứng này. Đấy. Trứng nó đẻ xuôi về một chiều. Con này nó cũng chưa được đẻ ngay ngắn lắm đâu, nó cũng đẻ liên thiên đấy. Mà có chúa rồi đấy. Và tiếp tục cái đàn nuôi dưỡng mà tôi tích được cái đi cũng mãi rồi, tích mấy con chúa này đây, còn được một con này, nó còn nuôi này. Đấy. Con này thì lại không không thấy gì. Lồng này không có này. Lồng này này, con này nó không nuôi nữa, nó chết này. Đấy. Đấy, còn được một con, hai con này. Đây. Đây. Chúa đây. Đấy. Thế là còn được có hai con thôi. Hai con thôi. Bốn mũ mà nó mới nuôi còn được có hai mũ. Còn được có hai con. Còn ba con chết. Đây, con này chết. Con này thì chắc tôi mãi rồi, tôi cũng chắc là nó chui lên trên đây thôi. Thế là chỉ còn được có hai con thôi các bạn nhé. Năm con mà còn được hai con. Mũ này chắc không nở, mũ này là không nở. Mũ này bị ung. Chắc là ung mất cỡ khoảng tầm 2-3 mũ, còn được 2 con. Thế là vừa xong tôi giới thiệu các mấy các bạn là ba đàn đấy, ba đàn. Một đàn thì chúa được đẻ này, chúng ta phát hiện cho nó dễ. Nên thì từ sáng từ trưa đến giờ đấy mới làm được mới léo này, mới léo bên đây. Thay chúa là mới tìm. Có những cái kinh nghiệm gì chia sẻ với mọi người cùng để chúng ta tham khảo. Thế thì cái đàn này nuôi dưỡng. Thế thì chia ra làm đôi thì cắm hai bên hai con chúa thì một bên được. Bên đây thì được. Nhưng mà hòm kia không được. Hòm kia mà ông thợ nó đã đẻ. Tôi đã quay rồi. Đấy. Còn cái đàn bên đây thì được. Chúa đã đẻ nhưng mà nó vẫn nuôi được 5 mũ thì có nhìn thấy là có 3 con, một con nó không nuôi, giờ vẫn còn được 2 con ở trong cái lồng chúa đấy. Đấy, chúng ta làm chúng ta phải tự chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm. Mỗi người một cái kinh nghiệm.
Thế mà chia đàn hay là thay Chúa, chúng ta phải cực giữ Chúa già lại. Chúng ta cần 5 con chúa mà chúng ta muốn làm một loạt thì chúng ta phải đầu tư thêm hòm, không mua ít hòm xốp về, chúng ta sẽ chia ra. Cần 5 con chúa đẻ thì chúng ta phải có 10 con chúa giao phối nha. Nó đi không được chắc nó bị hỏng. Thế như cái đàn này là cái hòm ông ý tôi để cái cầu ông nội vào thì nó sẽ không được. Thế các bạn cảm thấy video hay, nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ cùng mọi người cùng biết. Xin chào, hẹn gặp lại sau.